Vào đó. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Hello Channel. Đây là chiếc ghế Playseat cùng với bộ G29. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để lắp ráp chiếc ghế này. Đã xong. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn cách gắn chiếc bộ lăng Logitech G29 vào chiếc ghế Playseat này. Lưu ý nhỏ dành cho các bạn đối với bộ cần số là nếu mà các bạn gắn bộ cần số này ở trên bàn thì các bạn cứ giữ nguyên như vậy, còn nếu các bạn gắn trên ghế Playseat thì các bạn sẽ phải tháo cái khung ở phía dưới này ra. Mình đã tháo sẵn rồi và bây giờ mình sẽ bắt đầu lắp ráp nó vào trong ghế Playseat.
Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng để lại comment ở phía bên dưới. Đừng quên like, share và subscribe cho Hello Channel để nhận được nhiều thông tin hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.